chậm triển khai vi phạm các quy định của pháp luật, 27 dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu phải công khai thông tin và ra quyết định thu hồi đất. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các quận huyện công khai 27 dự án bị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, chấm dứt hoạt động dự án. Các quận huyện có dự án bị thu hồi gồm huyện Thạch Thất, huyện Mê Linh, quận Nam Từ Liêm, quận Long Biên, quận Đống Đa Thời gian tới, các sở ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục giả soát, bổ sung danh sách các dự án chậm triển khai bị thu hồi đất. Các quận huyện công bố công khai để nhân dân giám sát. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có hàng nghìn dự án treo, trong đó những dự án không biết chủ đầu tư là ai. Có những dự án dù được thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về chính sách, nhưng chủ đầu tư cũng không thể thực hiện. Do vậy, trong thời gian tới, sau khi giả soát, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có quyết định thu hồi thêm một loạt dự án.